Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Cho Mời và mình là Cho đây. Đã từ rất lâu rồi thì hôm nay mình mới có dịp quay lại làm video. Lời đầu tiên thì cho mình cũng xin được chúc tất cả các bạn bước sang năm 2024 sẽ có thật nhiều sức khỏe và đạt được mọi thành công trong cuộc sống các bạn nhé. Thì ngày hôm nay mình lên cái video này gọi là video mở đầu cho năm 2024, và cái lý do mà lâu lắm thì mình không làm video thì các bạn nghe cái giọng nói của mình, các bạn chắc là cũng đoán ra được một phần nào đó là tại vì mình bị tai biến các bạn nhé. Mình về nước từ năm 2023, tháng 3 năm 2023. Sau đó là mình định quay lại Đài Loan làm việc, nhưng mà cái biến cố đã xảy ra bên mình, đó là cái mình bị tai biến. Thì các bạn theo dõi mình, các bạn cũng biết là cái video cuối cùng mà mình đăng ấy là cách đây là 388 mấy ngày ấy, nói chung là tầm một năm rồi. Cái video đấy nói về cái chuyện là mình gặp sự cố ở bên Đài, nói chung là nó cũng cảnh báo mình trước rồi nhưng mà mình cũng không để ý. Ở bên đấy thì mình cũng có dấu hiệu rồi nhưng mà căn bản là mình chủ quan, mình không đi khám xét gì cho nên là mới có cái sự việc ngày hôm nay. Thì qua đây cũng mong các bạn năm tới mà có đi Đài Loan ấy, làm việc ấy, thì các bạn nhớ chú ý đến sức khỏe của mình chứ đừng để như mình các bạn nhé. Hiện tại thì mình đã về Việt Nam, cái giọng nói của mình ấy, nó gọi là hơi khó nhưng mà mọi hoạt động tay chân này, đầu não của mình ấy, là bình thường nhá. Cho nên là nếu mà các bạn có thắc mắc gì thì các bạn cứ comment ở phía dưới video hoặc là các bạn nhắn tin vào Facebook cho mình. Cái đường link Facebook thì mình để ở cái phần mô tả kênh, các bạn click vào là nó có nha các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Thì mình sẽ giải đáp, cố gắng giải đáp những thắc mắc của các bạn về cuộc sống ở bên Đài và quá trình đi như thế nào, thì quá trình tìm hiểu đơn hàng ra sao thì các bạn cứ để lại bình luận là mình sẽ giải đáp. Chứ còn nói thật với các bạn, nếu mà các bạn cứ nghe theo lời người ta xong rồi đi sang đấy thì đỏ đen lắm. Các bạn phải biết là bên Đài Loan ấy bây giờ là phải gần 100.000 người trốn ra ngoài. Tại sao mà người ta phải trốn? Là tại vì không có việc chứ sao nữa. Cho nên là các bạn cũng không nên nghe theo những lời của người khác mà không tự tìm hiểu xem cái đơn hàng đấy như thế nào. Có nhiều bạn cứ bảo bình luận bảo mình kết bạn với Facebook với người ta thì khó khăn lắm với này kia. Chứ mình nói thật nha, có một câu như thế này mình muốn dành cho các bạn, đó là nếu muốn thì con người ta sẽ tìm cách, còn nếu mà không muốn thì con người ta sẽ tìm lý do. Và nếu mà không tìm cách thì mọi hậu quả khi mà sang bên Đài Loan rồi mà vào cái công ty nó không có việc thì các bạn phải tự chịu thôi chứ cũng không thể trách ai được. Mình cũng xin nói thêm là mình
sẽ trả lời các bạn nếu mà các bạn bình luận cho mình ở dưới video hoặc là các bạn nhắn tin vào Facebook cho mình. Nhắn tin vào Facebook thì ở cái phần mô tả kênh mình có để cái đường link Facebook, các bạn có thể click vào đấy và nhắn tin. Các bạn cứ nhắn tin là mình sẽ trả lời. Mình sẽ trả lời những cái gì mà các bạn thắc mắc. Hiện tại thì mình đã về Việt Nam rồi nhưng mà những cái vấn đề bên đấy mình vẫn theo dõi và cũng lắm được phần nào, cho nên là các bạn cứ yên tâm các bạn nhé. Mình chỉ muốn nhắn gửi đến các bạn đã và đang chuẩn bị sang Đài Loan này làm việc thì nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe, bởi vì con người ta nói rồi, có sức khỏe là có tất cả. Bản thân mình đây là một cái minh chứng rất rõ ràng về cái sự nghiêm trọng của sức khỏe. Nếu mà khi mà các bạn đã mất đi sức khỏe rồi thì có tiền núi cũng vô ích thôi. Bản thân mình vẫn là may mắn bởi vì mình chỉ nói ngọng thôi chứ còn mọi thứ là mình vẫn bình thường, cho nên là mình thấy là mình may ấy. Thì có lẽ là video này cũng hơi dài mà thật sự là nó cũng hơi nhạt nhẽo so với những cái gì mà các bạn mong chờ, nhưng mà mình cũng chỉ xin nói thế thôi. Mình cũng xin hứa là trong năm mới này thì mình sẽ ra nhiều video và đều đặn hơn. Những cái video, những cái nội dung ở trên kênh thì chủ yếu là mình chia sẻ về những cái kinh nghiệm của mình khi mà sinh sống và làm việc ở bên Đài. Ở video tiếp theo thì có lẽ là mình sẽ đi phỏng vấn bà dì mình đã, bà ấy cũng về nước từ lâu rồi nhưng mà bà ấy là người bất hợp pháp, bà ấy làm ở bên Đài Loan là 15 năm, bà ấy cũng có rất là nhiều kinh nghiệm, cho nên là mình sẽ phỏng vấn bà ấy để các bạn xem và rút ra những kinh nghiệm cho bản thân mình. Có lẽ là bây giờ có lẽ mình xin phép để dừng video ở đây. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.